Ok, chào các bạn đến với ba con Hôm nay mình có tập mới nha. Được rồi, bắt đầu vô thôi, để nó vô rồi. Các bạn nhớ nhấn like rồi, subscribe nhớ vô để nhận thông báo nha. Ai muốn like thì like nhé, chứ mà không có buồn đâu. Nói vô mà giận thì thôi. Chính đã hỏi rồi. Đây một vườn nguyên cấp này. Mình có hai kỳ chú. Các bạn nhớ để thì các bạn nhớ nha. Nếu bạn nào muốn lấy con rồng của mình nào yêu với con rồng nào các bạn nhớ comment nha. Rồi hai con yêu xong rồi. Wow, cái gì dễ thương quá vậy chú cá mập. Mình phải thu hoạch tiền nè. Rồi giờ mình sẽ cho yêu. Rồi chú hãy biện đây, mình sẽ tìm chú hãy đất. Ok chú hãy đất thôi đây. Hơi bị lắc thôi các bạn, mình sẽ vô bay. Nó có nhiệm vụ mới này nha. Được rồi mình sẽ làm đất chú. Thôi thành hoàn thành. Dạ. Ghê rồi. Mình sẽ vô trận đấu thôi. Yeah. Có biết không? Ôi. Mỗi lần hết thời gian là nó cho mình báo lại. Ôi, có nguyên ra con này không? Ôi, quên nữa. Chết rồi. Có kim cương nè. Chết đi rồi. Ok mình có đi xin máu ra. Quẩn con ơi. Dạ. Cái chữ quẩn. Con chết mình thoát quá rồi. Hôm qua mình lấy cái hai con này mình đánh với thử khác. Được rồi, hồi nãy thấy ca yếu thôi, giờ ca mạnh lên rồi. Ủa mình chết chắc nha. Chú là đừng mừng yêu ra chị, bỏ bơ. Ê,
ở đây khá là khó các bạn. Đây mình có cái câu này rồi mà khó quá à. Các bạn nghĩ xem ai quấn được con này chứ. Một sợi, một cái sợi trợ giúp ấy. Con mặn quá à. Mày sẽ hút nó đi chơi hả? Con mặn sao báo không được. Mày sẽ bỏ vậy trong này. Mày sẽ cho mày uống nước. Báo trận này mình sẽ nhận yeah. Ok hả, bây giờ mình sẽ báo vô trận này xem nào. Trời ơi toàn mấy em bạn không mà mừng mà nhìn cái level là mình biết chắc mình thua rồi. 30 các bạn nghĩ mình có thắng không các bạn? Chắc không rồi. Rồi còn 20 chấp nhận. 20 còn chấp nhận được. 20 sẽ ắt con này và hai cái khiên hả? Hệ boss. Chị Nhi nghe hay quá. Rồi mấy chứng mạng không? Yes. Xong rồi.
Này, nếu mà báu thêm 300 cái nữa mình sẽ dựng người con này nha. Có kiếp cột và nhận được một con sumo. Ghê chưa? Mình sẽ hát ca và mình sẽ thu hoạch tiền. Ủa, bạn mình rể nè. Đây bạn chơi chứ không gặp rồi. Có thể qua thế giới khác. Một. Bây giờ mình sẽ gửi quà. Mời nó cho mình quà, mình cho quà là bị lắc thôi. Sao bị lắc được này chứ? Chắc sẽ lắc lắc đi. Giờ mình lại vô báo phí. Ôi da, vui quá đi. Ui giận ơi. Đây đây. Chờ báo thôi. Let's go. Tất nhiên mình cho con này uống nước rồi. Bạn nào biết tựa game này thì để lại comment cho mình nha. Trời ơi, con nhiều người chơi lắm mà. Không phải mình chơi. Chắc con mình thua rồi. Không. Mình sẽ dùng chiêu gió. Mấy con này ta nhân đôi ra để ta làm ra số lượng lớn. Nhiều hình thù ha. Một kỹ mà nhiều hình thù quá các bạn. Rồi. Nó bị lắc. À. Mừng chơi khôn là các bạn lựa ha. Hai con thể đất, con thể nước. Để các bạn dùng thể nước để tăng máu cho mình khi mình hết máu. Còn hai con thể đất sẽ bảo vệ mình. Mình sẽ dùng cái chiêu mà có thể khắc phục được hết không nào. Rồi không có con nào bảo vệ, không có thể giết rồi. Ôi. À ha, hơn quá. Con nghĩ là nước mà mình cho. Còn hai trận nữa mới nhận được. Đúng luôn, mình cầm 10 điểm nghe, 59 điểm. Nếu mình đấu 4 trận thì cộng được bao nhiêu? Các bạn tập luyện phải lửa, cái lửa sau với các bạn tập một á là nó quấn được, phải lửa ba phát vào mấy con khác luôn. Ôi thôi cho mấy người ấy. Mình sẽ làm chậm thôi. Trời, hai con kỳ cục quá. Nó lựa ra lựa xuống mà biết hết bà đẹp quá. Con mà ông rồi các bạn. Mình sẽ tu tặng cho dễ. Cái nhăn nó bị lắc rồi mình vô trên xúc chiêu bị lệch. Rồi. Mình cầm 80 điểm. Quảng cáo rồi. Thiệt luôn các bạn. Mình sẽ tiêu về con level 20. Mình sẽ nhắm vào con này trước nha. Ô chậm chối dễ các bạn ơi.
bảo các bạn nha, đẻ ra phải nhanh nhưng mà phải cô chậm nha. Chắc chút xíu con này nó biến mất rồi. Bay. Mình sẽ dùng cưa để rút hai con này. Rồi hai con chết. Ui quên nữa. Tạm biệt nha. Nhiều người thích con lửa lắm, vì đẹp trai. Mình mà có lòng luôn các bạn. Nhưng mà mình thích. Mình thích chú lòng. Các bạn giờ mình sẽ hát ra. Sau trận chiến mình đã xong và giờ vô trong đây mới hoàn thành nhiệm vụ. Nó bị cầm bước rồi các bạn mình tặng rồi. Tới Halloween mà nó tặng cho mình mấy con này nè. Cái tứ đúng giống Halloween luôn các bạn. Các bạn mới cần lấy kẹo của ai chưa? Ai lấy rồi thì đẹp thì để lại comment nha. Nó khá là ồn. Mình sẽ dặn nhỏ lại. Cần bước một chắc mình hết quá các bạn, rất khó rồi kìa. Mình sẽ bể dằn để mở cái khe đó. Quên chú này dễ thương quá. Wow, tỷ lệ ra tỷ lệ các bạn cho con này bạn chơi cho nó cười á, tỷ lệ kim cương ra cực kỳ hiếm luôn các bạn, khó lắm. Hơn thì mình mang kiếm được.